Chào bạn, mình là Ngọc Thọ. Tên trên Facebook của mình là Ngọc Thọ, hay còn gọi là bà ngoại xịn. Nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đổi tên fanpage của Facebook khi nó đã quá 200 like. Đầu tiên, các bạn đăng nhập vào Facebook. Bạn nên mở dình trình duyệt lên để đăng nhập vào Facebook. Tôi khuyên các bạn nên sử dụng Firefox để đăng nhập. Tại sao chúng ta lại dùng Firefox mà không phải những trình duyệt khác? Bởi vì trên Firefox nó cho chúng ta đổi proxy một cách độc lập, không liên quan gì đến hệ thống. Sau khi đăng nhập vào, chúng ta sẽ mở cái trang mà chúng ta cần đổi tên lên. Các bạn vào trong trang cần đổi tên lên, sau đó thay cái proxy của trình duyệt về proxy của Hàn Quốc. Ở đây tôi sử dụng proxy là 211.42.249.1646 cộng, hay còn gọi là port 3128 trên Firefox. Chúng ta mở option của Firefox ra, option vào advanced, vào network, vào chọn vào setting, bạn chọn vào manual proxy configuration, chọn chúng ta dán cái proxy vào và cổng nó là 3128. Ok. Bước tiếp theo, chúng ta chuyển loại trang về local business và là quán bar. Chọn vào update info. Loại trang local business 3 CC lưu lại. Tiếp theo, bước thứ ba, chúng ta chuyển ngôn ngữ của tài khoản Facebook về tiếng Hàn. Để chuyển về tiếng Hàn thì chúng ta kéo trang xuống tận dưới chân, chọn vào Facebook và chọn chỗ đây nó có chữ English. Ta bấm vào chữ English này, chọn vào chữ Korean ở gần cuối đấy. Bây giờ trang của chúng ta đã được chuyển về tiếng Hàn, lòng hoàng quá. Bước tiếp theo, bước 4, chúng ta chuyển xuống phần dịch tên trang. Do chúng ta có người biết, có người không biết, như tôi không biết tiếng Hàn và tôi chọn là dòng thứ hai từ dưới lên, dòng thứ hai từ dưới lên. Bấm vào đây, bấm vào nút này để mở cái phần dịch tên trang ra. Bấm vào để mở ra. Bước 5 là bấm vào mở ra. Bước thứ 6, chúng ta gõ bất cứ một chữ Hàn nào vào dòng thứ ba của cái ô nó vừa mở ra. Như tôi thì tôi sẽ copy paste cho nó nhanh. Copy paste. Dòng thứ ba đấy. Các bạn chú ý nhé, dòng thứ ba. Bấm vào lưu ạ. Bước này là chúng ta phải bấm vào lưu đúng không ạ? Bấm vào lưu. Ok. Bước tiếp theo, vào phần địa chỉ trang và thay đổi địa chỉ của trang. Đây tôi cũng không biết đọc tiếng Hàn mà tôi chọn là ấy, nó là nhớ là sẽ là dòng từ thứ năm từ trên xuống 1 2 3 4 5. Đây là phần địa chỉ ạ. Chúng ta sẽ chọn vào này, Jordan, Aman Jordan, và nhập cái code vào đây.
dòng đầu tiên là chúng ta sẽ chọn nhập vào zip code là 4560, dòng thứ hai là Aman Jordan, dòng thứ ba là Jordan, chọn vào lưu. Nó sẽ báo là không được thì chúng ta sẽ chọn thành là ở đây sẽ là 8 số 0, cái zip code là 8 số 0, và bây giờ là thế là đã được. Bước 9, tên trang cũ đã được loại bỏ, bây giờ chúng ta sẽ nhập địa chỉ. Ta đã xóa cái địa chỉ đã nhập đi, và cái việc này chúng ta phải làm thật cẩn thận. Các bạn nhìn đấy, tên trang cũ đã được bỏ, cái địa chỉ chúng ta bây giờ sẽ bỏ nó đi, chọn đây, xóa này. Xóa này, xóa, bấm vào lưu. Chúng ta sẽ chọn lại để xóa một lần nữa, để xóa cái vị trí nó trên bản đồ đi. Xóa địa chỉ trên bản đồ đi, các bạn bấm vào đây. Là xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển ngôn ngữ về tiếng Anh. Chuyển ngôn ngữ của tài khoản Facebook về tiếng Anh. Lại bấm vào cái chuyển đấy. English US. Bước thứ 11, chúng ta sẽ chuyển trang về thể loại là ban nhạc. Loại trang Music, Music Band. Ok, xây trên. Bây giờ chúng ta vào phần dịch tên trang, dòng thứ hai. Thứ hai thứ dưới lên dịch tên trang. Bây giờ chúng ta đã có phần tiếng Anh ở đây, dịch tên trang. Bây giờ chúng ta đã có phần lựa chọn tiếng Anh, hãy nhập tên mới vào. Bây giờ tôi sẽ đổi tên thành phần mềm chọn lọc, trước nó là trang phần mềm chọn lọc. Save change. Bước 4, bây giờ chúng ta lại chuyển trang về Local Business và lại nhập lại cái địa chỉ mà chúng ta đã nhập. Đầu tiên là sẽ chọn về loại trang này, Local Business. Loại nào cũng được nhưng mà cứ cho về 3 đi ạ. Địa chỉ sẽ đổi về địa chỉ này. Chỉ là Jordan này. City là Amman, Jordan. Code code là đầu tiên chúng ta sẽ nhập 5 số 0, nó sẽ không đồng ý. Mình thêm 3 số nữa là nó sẽ đồng ý ngay. Ok, bây giờ các bạn thấy không ạ? Cái địa chỉ, cái phần tiếng tiếng Hàn nó đã bị xóa đi, bây giờ chỉ còn một phần mềm chọn lọc. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xóa cái địa chỉ này, đã sẽ xóa cái địa chỉ vừa nhập vào đi. Các bạn xóa, chú ý xóa cẩn thận giúp tôi ạ. Lưu lại. Các bạn chú ý phải vào một lần nữa để xóa cái vị trí nó đã lưu trên bản đồ đi ạ. Tên nó. Bây giờ thì đúng là đã có thể khẳng định với các bạn là chúng ta đã thành công. Tên trang của chúng ta bây giờ là phần mềm chọn lọc, các bạn thấy không ạ?
View page. Phần mềm chọn lọc, thấy không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt.